trong quá trình học các em đã rất muốn đồng hành cùng với cô bằng cách là có sách ở bên cạnh mình đúng không nè, để có thể vừa nghe lại bài nè, vừa có thể ghi chép lại những điều mà các em cần lưu ý, đồng hành cùng làm các bài tập và sửa các bài tập ngay tại thời điểm mình học luôn đúng không? Vậy thì cô mời các em hãy nhanh tay ấn vào phần mô tả ở phía dưới video clip này để có thể sở hữu ngay trọn bộ sách và cùng với các voucher vô cùng hấp dẫn luôn nha. Khi mà các em sở hữu bộ sách này thì các em có thể tăng được hiệu quả học tập của mình cũng như rèn luyện được những kỹ năng làm bài tập và hiểu rõ hơn về ngữ pháp nữa nè. Vậy thì các em hãy nhanh tay ấn vào phần mô tả ở phía dưới để sở hữu ngay bộ sách này nha các em. Hello everyone, welcome back to our English class. How are you today? Today we are going to review 3. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với review 3 của cô. Trong cái review 3 này, cô và các bạn mình sẽ cùng nhau ôn lại những điểm ngữ pháp của Unit 7 đến Unit 9 các bạn nha. Đầu tiên thì cô mời các bạn đi đến Unit 7 trước ha. Xem mình ôn lại về phần ngữ pháp gì. Thì trong Unit 7, cô và các bạn đã cùng nhau học về who, which và where đúng không? Rồi, ba bạn này sẽ sử dụng như thế nào ha? Chúng ta sử dụng who nè, which và where đứng đằng sau cái danh từ để mà cung cấp thêm những cái thông tin về con người nè, về những đồ vật hoặc là những nơi chốn ha. Rồi, who thì các bạn sẽ sử dụng với người, which thì sử dụng với đồ vật hoặc là động vật ha, và where thì các bạn sử dụng cho nơi chốn nha. Rồi, tiếp đến thì mình có thêm một cái chữ nữa, đó là chính là that ha. That thì nó cũng sẽ đứng sau cái danh từ để cung cấp thêm thông tin về người hoặc là vật luôn. Vậy thì mình có thể vừa sử dụng that hoặc là who thay thế cho người ha, that hoặc là which thay thế cho vật hoặc là động vật, và where thì vẫn là nơi chốn ha. Tiếp đến là Unit 8 ha. Rồi, ở Unit 8 thì mình đã học về gì? Thì quá khứ hoàn thành ở dạng câu khẳng định ha. Rồi, chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành để nói về cái điều gì đó mà nó đã xảy ra ở một cái thời gian, ở một cái thời điểm sớm hơn ở trong quá khứ ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ có cái cách để mà thành lập câu khẳng định ha. Thì đầu tiên mình sẽ có chủ ngữ, tiếp đến là chữ had, và sau đó là quá khứ phân từ là verb 3 ed các bạn nha. Rồi, chúng ta thường á, thì chúng ta sẽ sử dụng dạng viết tắt của chữ had là chữ d ha. Rồi, chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành với quá khứ đơn ha. Sử dụng quá khứ đơn để nói về cái hành động đã kết thúc ở trong quá khứ. Còn quá khứ hoàn thành thì nói về cái việc gì đó mà nó đã kết thúc trước luôn. À, tức là mình sẽ sử dụng thì quá khứ hoàn thành trước xong rồi mới tới quá khứ đơn ha. Rồi, ở đây để hiểu rõ, nhớ lại bài thì nhìn vào ví dụ. Thì ở đây cô có là I went to the cinema, là tôi đã đi đến rạp chiếu phim đúng không? Because I heard the film was very good. Có nghĩa là cái việc mà mình nghe cái bộ phim này, mình nghe nói về cái bộ phim này hay quá, đúng không? Rồi mình mới quyết định là đi đến rạp chiếu phim, phải không? Rồi, còn đối với câu phủ định và câu hỏi của thì quá khứ hoàn thành thì như thế nào ha? Rồi, ở cái dạng câu phủ định của quá khứ hoàn thành á, thì các bạn chỉ việc lấy chủ ngữ đi với had done và sau đó là verb 3 ed ha. Và lưu ý had done là viết tắt của had not ha. Rồi, chúng ta sử dụng dạng câu hỏi của thì quá khứ hoàn thành bằng cách là đưa chữ had ra đầu, xong đến chủ ngữ và đến verb 3 ed ha. Nhớ câu hỏi thì mình sẽ có dấu chấm hỏi, và câu hỏi thì mình sẽ có hai cách trả lời, đó là yes hoặc là no các bạn nha. Rồi, ở Unit 9 này á thì mình học về câu điều kiện loại 3 đúng không nào? Vậy thì câu điều kiện loại 3 thì nói về cái tình huống mà mình hình dung hoặc là mình tưởng tượng nó ở trong quá khứ ha. Và chúng ta tưởng tượng cái tình huống đó nó sẽ xảy ra hoặc là nó đã xảy ra trong theo hoặc là một cách khác ha. Theo một cách khác hoặc là trong một cách khác. Rồi,
Đối với lại cái mệnh đề câu điều kiện loại 3 á, thì mình sẽ có hai mệnh đề, một là mệnh đề if và một là mệnh đề could hoặc là couldn't have đi với clause ở phía sau ha, một cái mệnh đề phía sau nữa. Rồi, vậy thì á, chúng ta sẽ có cái cách mà mình sẽ để cái vị trí của mệnh đề if và mệnh đề could, couldn't have ha. Rồi, ở đây á, thì nếu mà các bạn để cái mệnh đề if ha, nó nằm ở phía trước thì các bạn sẽ sử dụng dấu phẩy để tách biệt hai mệnh đề này ra. Còn nếu mà các bạn để cái mệnh đề good hoặc là couldn't have clause ở phía trước thì mình sẽ không cần phải sử dụng dấu phẩy nha. Rồi, ở cái mệnh đề if á, thì các bạn sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Còn mệnh đề phía sau thì mình sẽ sử dụng là good hoặc là couldn't have đi với verb 3 ed ha. Rồi, các bạn lưu ý cho cô là cái dạng viết tắt của chữ đi ha. Đối với cái dạng mà viết tắt của chữ đi á, mà các bạn thấy là ví dụ như là you'd arrived đúng không? Vậy thì sau cái chữ phẩy đi này nè, đó là một cái dạng verb 3 ed, thì các bạn sẽ hiểu là ngay cái chỗ này là viết tắt của chữ had ha. Còn đối với lại ở ví dụ phía dưới là you'd have met đúng không? Thì đây là viết tắt của chữ good ha, good have met, nhớ giùm cô ha. Rồi, đối với một số cái động từ khiếm khuyết là động từ modal verbs mà cô đã dạy cho các bạn rồi ha, thì đó chính là have to và don't have to ha. Chúng ta sử dụng have to hoặc là don't have to đi với động từ nguyên mẫu ở phía sau ha, để nói về cái điều gì đó mà có thể cần thiết để làm nha. Rồi, chúng ta cũng sử dụng cái have to này á, giống như cái cách mà mình sử dụng chữ must ha. Hai cái này đều mang nghĩa là phải ha, phải làm. Rồi, tuy nhiên ở dạng phủ định là don't have to á, với lại mustn't, thì hai cái này các bạn phải sử dụng riêng biệt cho cô. Ở don't have to á, thì đằng sau nó là verb nguyên mẫu đúng không? Nhưng mà nó nói về cái việc mà không cần thiết phải làm thôi ha. Tức là mình có thể làm nhưng mà mình không cần thiết làm điều đó ha. Còn đối với chữ mustn't á, thì xíu nữa cô sẽ nói về cái chữ mustn't này ở cái phần tiếp theo ha. Bây giờ thì mình cùng nhau ôn về should, shouldn't, ought to và ought not to. Thì những cái bạn này mình có nghĩa là nên làm gì đó hay là không nên làm gì đó ha. Vậy thì những cái chữ như là should, shouldn't, ought to hoặc là ought not to, nó sử dụng để đưa ra những cái lời khuyên ha các bạn ha. Rồi, còn cái dạng viết tắt ha, ví dụ như là should là dạng khẳng định thì phủ định là shouldn't ha. Tức là các bạn sẽ viết tắt như vậy ha. Còn đối với cái ought not á, thì mình sẽ viết tắt là oughtn't to đều được ha. Rồi, một là các bạn ghi ought not, hai là các bạn ghi oughtn't to, hai cái này đều được hết. Và những cái từ này thì các bạn sẽ cộng cho động từ nguyên mẫu giùm cô nha. Rồi, tiếp đến là must và mustn't ha. Rồi, hai cái bạn này á, thì cũng đi với động từ nguyên mẫu luôn. Nhưng mà chữ must và chữ mustn't nó sẽ nói về những cái luật lệ ha, những cái quy tắc, những cái nội quy á. Rồi, nhớ là gì? Hồi nãy á, cô có nhắc ở bên đây nó khác cái don't have to là gì ha. Khi mà các bạn sử dụng mustn't thì cái điều đó là cái điều cấm không được làm luôn ha. Còn don't have to là các bạn có thể làm nhưng không cần thiết. Các bạn phân biệt cho cô là hai cái dạng phủ định của don't have to và mustn't nha.